Sáng 11 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Vĩnh Phúc vừa thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố đồng thời hai vụ án liên quan tới quán Ba Sunny, một trong hai địa chỉ được xác định là ổ dịch chính của Vĩnh Phúc trong đợt dịch này. Cụ thể, vụ án 1 là khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, theo điều 295 Bộ Luật Hình Sự. Hậu quả gây ra từ vi phạm này của quán Ba Sunny đã làm lây lan dịch bệnh COVID-19, khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở nên phức tạp, khó lường. Cơ quan Công an Vĩnh Phúc cũng đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét khởi tố bị can. Vụ án 2 là tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo điều 326 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Vụ án này liên quan tới clip nhạy cảm, có các đoạn ghi cảnh nhiều thanh niên đang thác loạn trong một quán bar, được cho là quay trong quán Ba Sunny. Về vụ án này, từ ngày 1 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, điều tra, xác minh làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với hoạt động của quán Ba Sunny. Sau một thời gian điều tra xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định những clip lan truyền trên mạng xã hội đều là giả mạo, không đúng sự thật, không phải xảy ra tại quán Ba Sunny. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Được biết, máy chủ của trang web đăng tải clip đồi trụy trên đặt tại Mỹ. Tới đây, cơ quan sẽ cùng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phối hợp điều tra xử lý các trường hợp liên quan.